Cho anh danh sách những thứ em thích đi. Thì đúng là em thích hoa với trà sữa. Nhưng mà phải là hoa mẫu đơn, trà sữa sô-cô-la, ít đường. À, và... tặng em. Vì điều gì ạ? Yêu còn chẳng cần lý do nữa là tặng quà. Mình thích thì mình tặng thôi. Này, đôi khi trong cuộc sống cảnh giác quá cũng không tốt đâu. Em không ngờ anh cũng ngôn tình như thế này đấy. Nhưng mà em không giống mấy em tin ở trên mạng đâu nhá. Giống hay không ấy, thì anh chưa biết. Nhưng đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được chăm sóc, được chiều chuộng. Đúng không? Nếu em không thích thì sao? À. Thì cho anh danh sách những thứ em thích đi. Thì đúng là em thích hoa với trà sữa. Nhưng mà phải là hoa mẫu đơn, trà sữa sô-cô-la, ít đường. À, và... còn gì nữa nhỉ? Còn kem, nem chua rán, cả bánh mochi nữa.